các bạn, hôm nay mình đi lựa Barbie cho khách hàng. Thì mình thấy đây đúng là một thời điểm vàng để chúng ta mua cây vũ nữ Barbie, vì cây nó đang đủ lực để nó ra bông các bạn. Rất là nhiều cây ra bông, thậm chí có cây hai dòi. Đây, một cây nè. Cây này cũng bắn hai dòi nè các bạn. Trời ơi, nhìn thấy mê quá. Ủa, ba dòi luôn nè các bạn. Ồ, dòi bông nó dài lên nè. Nó đang phân chi nè. Cái này phân chi lâu lắm các bạn, lạng hoạng là phân chi kịp Tết luôn các bạn. Lâu thật là lâu, mấy tháng nhiều khi nó mới phân xong. Đây, những cây hai dòi bây giờ mình sẽ ưu tiên để mình lựa. Ồ, có một cái dòi nhện. Đây, nhện xanh. Mê quá các bạn. Một dòi thì nhiều ha. Đây. Thì trong phạm vi video này mình đăng thì mình sẽ bán một dòi thôi. Còn nếu chúng ta gặp may mắn thì sẽ mua được hai dòi các bạn ha. Mình không hứa được. Thì Barbie của mình đang có là loại Barbie lá đốm, có nghĩa là Barbie xưa, giờ bông rất là dài. Bông của nó đây các bạn, mời các bạn coi bông mẫu của nó nha. Đây là vũ nữ Barbie sô-cô-la, rất là thơm. Thơm nổi tiếng, cực kỳ luôn. Ở ngoài Bắc họ cứ gọi điện vô là họ đòi mua cái cây này là phải đúng cái cây này mới được các bạn. Cái cây này ở ngoài Bắc cực kỳ thích luôn. Gần như 100 khách hàng của mình mua cây này từ đó giờ thì hết. Vừa ngoài Bắc chắc phải 70-80 người á. Đó. Thì cái cây mình đang có một loại thứ hai, đó là cái Barbie mà loại dòi ngắn các bạn, nhưng bông đỏ rực. Các bạn thấy đẹp chưa? Bông nó đỏ dữ lắm, đỏ đậm luôn. Thì cây này nó cũng có bông nhưng mà nó không có nhiều như thằng kia. Giờ đặc biệt là giờ bông nó không có dài. Giờ bông nó ngắn. Đây các bạn coi là nó phân ra 3-4 dòi nè, nhìn thấy mê không? Đây, cái dòi này nở lên mà 3 dòi này mà nở hết một lúc thì thôi ghiệt. Đây mấy cây này mình lấy về để cho khách hàng. Đẹp quá các bạn. Cái loại này là Barbie khác nữa. Barbie này khác nữa. Barbie này nó không phải là Barbie. Cái này ít hơn. Barbie này loại thân lá bự, dài, bông màu đỏ, nhưng mà lá nó không có đốm các bạn. Tóm lại là Barbie mình nó cũng khá nhiều loại. Theo mình nghiên cứu trên thế giới thì Barbie nó cũng khoảng, tính ra nó cũng phải 7-8 loại các bạn. 7-8 loại trên thế giới. Nhiều lắm. Nó còn một số loại nữa các bạn. Nhưng mà trong phạm vi này thì mình chỉ bán khoảng hai loại thôi. Một loại loại lá ngắn củ lùng màu đỏ đậm và một loại lá đốm thân lá dài. Phân ra hai loại, thí dụ loại này nó cũng nằm trong cái loại Barbie lá dài thôi, chứ không phải nằm trong loại lá ngắn, củ ngắn. Mình đảm bảo luôn, Barbie mà loại lá ngắn này chỉ có bên mình bán thôi. Tại vì cái loại này là nó một lô hàng thôi chứ sắp tới không còn nữa các bạn. Nó nở ra là mê lắm, nó cứ lùng lùng, nó thấp thấp, rất là đẹp, dễ thương. Hy vọng các bạn chọn được một cây Barbie cho mình yêu thích trong cái video này để chơi. Nếu các bạn chưa có, hãy nên nhanh tay cơ hội này để mua một cây Barbie nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn.